Theo anh chị nhà đầu tư, cổ phiếu có phải là tài sản hay không? Hãy để lại đường nhận xét bên dưới và Dũng và các anh chị sẽ cùng nhau trao đổi. Vậy cổ phiếu có phải là tài sản hay không? Và nếu như chúng ta coi cổ phiếu là tài sản, tất nhiên chúng ta sẽ dành thời gian nhiều cho nó. Dành thời gian về công sức nghiên cứu, chất xám, mức độ đầu tư và mức độ nghiên cứu doanh nghiệp đó. Vậy thì cổ phiếu của Vinamilk và công thức 4M phần cuối được ra đời. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối. Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức, vì không sớm thì muộn, không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau khi kinh tế tốt hơn, khi có nhiều cơ hội đầu tư hơn. Và thời điểm hiện tại chúng ta có rất 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 nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu một doanh nghiệp nào đó và đưa vào rổ. Và công thức 4M cũng là một trong nhiều công thức mà anh chị có thể xem xét để tìm kiếm một doanh nghiệp nào đó đưa vào tầm ngắm trong thời gian tới. Nó gồm những sự ý nghĩa của doanh nghiệp đó, sản phẩm của doanh nghiệp đó mang lại cho xã hội là gì. Thứ hai nữa đó là lợi thế cạnh tranh và con hào kinh tế của doanh nghiệp đó ra sao. Thứ ba đó là mức độ chính trực và niềm tin của chúng ta với người lãnh đạo đó, của doanh nghiệp đó như thế nào. Và cuối cùng, nếu như chúng ta mua cổ phiếu này vào ngày mai, vậy liệu mức giá đó có phải là biên an toàn của cổ phiếu hay không? Và hôm nay chúng ta sẽ đi với nhau về management và margin of safety, để từ đó chúng ta có thể định hình được doanh nghiệp này, cổ phiếu này có phải là một trong những cổ phiếu để đưa vào tầm ngắm hay không. Đầu tiên đó là lãnh đạo. Vậy làm sao chúng ta biết lãnh đạo này có chính trực hay không, khi chúng ta chỉ biết tiếp cận họ thông qua báo chí? Báo chí có thể đúng, có thể sai, có thể trắng, có thể đen, có thể thật, có thể ảo. Mọi thứ nó chỉ là một gì đó chúng ta không thể nào kiểm soát được. Vậy làm sao chúng ta biết lãnh đạo, người lãnh đạo đó có chính trực hay không? Đầu tiên, con số là con số, phải con số sẽ nói lên tất cả. Đây là mức lương thu nhập trung bình một năm của bà Michael Lin, tổng giám đốc của Vinamilk, với mức lương là 780 triệu đồng một năm theo Forbes năm 2017. Vậy mức lương này có cao hay không? Cực kỳ cao. Nhưng mức lương này có cao hơn 40 lần so với mức thu nhập của người lao động thấp nhất tại Vinamilk hay không? Vì Phil Thao trao đổi với chúng ta rằng một người CEO nào đó có mức thu nhập một năm cao hơn 40 lần so với mức thu nhập của người lao động thấp nhất của doanh nghiệp đó, đó không phải là một người CEO chính trực. Và con số 40 lần nó sẽ thể hiện điều gì? Nó thể hiện rằng là cái người lãnh đạo đó đang được trả một mức lương quá cao so với lại doanh nghiệp đó, hoặc so với lại cái tầng lớp thu nhập trung bình của cái doanh nghiệp đó. Do đó, với con số 40 lần, theo Dũng, nếu như có một doanh nghiệp nào đó mà anh chị đang nghiên cứu, hãy nghiên cứu xem thu nhập một năm của người lãnh đạo đó, của công ty đó cao hơn 40 lần so với mức lương cơ bản của người Việt Nam hay không. Do đó, yếu tố đầu tiên đó là về mức lương, và con số thì nó sẽ nói lên tất cả. Con số nó sẽ không định hình cho chúng ta biết doanh nghiệp, người lãnh đạo đó như thế nào, nhưng chúng ta sẽ biết được mức thu nhập của họ so với là mặt bằng chung nó có cao hơn cực kỳ nhiều hay không. Thứ hai nữa, doanh nghiệp lãnh đạo đó là những người cực kỳ quan trọng cho doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo người ta chỉ là một phần thôi, lãnh đạo không phải là tất cả. Do đó, miếng bánh cổ đông, miếng bánh cổ phần càng lớn, càng đa dạng, càng tốt. Vì lúc đó Dũng và các anh chị cũng là những người góp vốn vào, các quỹ đầu tư họ cũng góp vốn vào, các tổ chức tài chính, các cổ đông lớn họ cũng góp vốn vào, và có thể người lãnh đạo là người có miếng bánh lớn nhất trong tổng thể miếng bánh đó. Nhưng miếng bánh này là miếng bánh của chung, và tất cả chúng ta đều có cùng tiếng nói, và người lãnh đạo là người có tài năng, có tri thức, có kiến thức, có đạo đức, thì tất cả chúng ta sẽ đều ủng hộ để đưa người lãnh đạo đó trở thành tổng giám đốc, để đưa người lãnh đạo đó trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng lãnh đạo chỉ là lãnh đạo, và lãnh đạo chỉ là một phần, họ không phải là tất cả. Anh chị hết sức lưu ý, và do đó tìm cho mình một doanh nghiệp nào đó có cấu trúc cổ đông cực kỳ càng đa dạng, và đặc biệt có những doanh nghiệp nào đó được sự tham gia của các tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước, thì đó là ưu tiên của chúng ta để chọn những cái doanh nghiệp như vậy để đưa vào tầm ngắm trong giai đoạn này. Anh chị hết sức lưu ý. Yếu tố thứ ba nữa đó là giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Giao dịch cổ phiếu thì cũng khá đơn giản. Ở thời điểm hiện tại, Dũng tin luôn mức độ tin tưởng của các hệ thống pháp lý của Việt Nam theo Dũng là hoàn toàn có thể có cơ sở, tất nhiên là không bằng những nước phát triển. Nhưng những cái thông tin mua bán cổ phiếu của người lãnh đạo hoặc là cổ đông hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị luôn luôn phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Và do đó anh chị có thể search trên KFF vào một cổ phiếu anh chị đang theo dõi, và từ đó anh chị sẽ nhấp vào, đầu tiên đó là anh chị hãy click vào ban lãnh đạo để xem những người lãnh đạo ở đây đó là gì, những người lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó ra sao, cổ đông lớn của doanh nghiệp đó như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ click vào giao dịch cổ đông lớn và cổ đông nội bộ, xem thử coi trong khoảng 3 năm trở lại đây, 2 năm trở lại đây, 1 năm trở lại đây, hoặc 6 tháng, 3 tháng trở lại đây, những người nằm trong ban lãnh đạo này có đăng ký mua bán cổ phiếu nhiều hay không. Nếu như họ đăng ký mua bán cổ phiếu quá nhiều, tức là họ đã quá dành thời gian để ăn trên lệch giá cổ phiếu, họ không tập trung vào mô hình kinh doanh. Và chúng ta xem thử coi với cổ phiếu này có rất nhiều sự mua bán cổ phiếu hay không, và những mua bán cổ phiếu này nó đến từ các quỹ đầu tư, hay nó đến từ những người thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, hay là những người tổng giám đốc đăng ký mua bán có quá nhiều hay không. Thì từ đó chúng ta sẽ biết được những doanh nghiệp này, người lãnh đạo đó có đang dành nhiều thời gian để mà mua bán cổ phiếu để ăn chênh lệch giá, không tập trung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không.
Đó chính là ba ý nghĩa đầu tiên của management. Và rồi, chúng ta sẽ thu thập được những thông tin này từ những cái nguồn không chính thống, tức là những con số không public ra bên ngoài để chúng ta đánh giá. Thì chúng ta sẽ thu thập ở đâu? Đầu tiên đó là hãy thu thập từ những người quen của chúng ta nằm trong những người nội bộ của doanh nghiệp đó. Thứ hai nữa là chúng ta có thể tìm kiếm những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp đó mà chúng ta đang có ý định đầu tư, để xem được coi đối thủ cạnh tranh họ đánh giá cái người lãnh đạo đó như thế nào và đánh giá doanh nghiệp này như thế nào. Thứ ba nữa, thường thường những người lãnh đạo, những người CEO đó là những người rất có tiếng nói trong thương trường. Do đó trong giới kinh doanh và giới thương trường, chúng ta có thể tìm hiểu và đưa ra những câu chuyện và đưa ra những câu hỏi để xem được coi giới kinh doanh, giới thương trường ở thời điểm hiện tại đánh giá cái người lãnh đạo của doanh nghiệp đó ra sao. Thì đây chính là những cái luồng thông tin không chính thống mà chúng ta có thể tiếp cận thông qua những người quen, những mối quan hệ của chúng ta, để chúng ta đánh giá được người lãnh đạo này có đáng để chúng ta xem xét để rải ngân và đem tài sản của chúng ta vào doanh nghiệp đó hay không. Và rồi, cái yếu tố cuối cùng, khi anh chị đầu tư cổ phiếu này, điều gì làm cho nhà đầu tư quan trọng nhất? Đó là giá cổ phiếu, đó là EPS của doanh nghiệp là như thế nào, đó là định giá của doanh nghiệp ra sao. Và do đó, yếu tố cuối cùng trong công thức 4M, đó là Margin of Safety. Và thường thường mọi người hay tập trung đó là nếu như anh chị mua cổ phiếu này, vậy thì định giá cổ phiếu này có đang dưới giá trị hay không, hay là biên an toàn của giá cổ phiếu như thế nào. Nhưng theo Dũng, margin of safety đầu tiên đó là chất lượng tài sản của doanh nghiệp, vì chất lượng tài sản nó sẽ đồng hành với chúng ta trong một thời gian dài. Còn giá cổ phiếu tăng giảm nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố cung cầu, phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về thị trường và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về vĩ mô trong và ngoài nước. Nhưng chất lượng tài sản của doanh nghiệp là chất lượng tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tiền hay không thì nó sẽ chứng tỏ trong cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Vậy cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nó sẽ như thế nào? Thường thường một doanh nghiệp mà có cấu trúc tài sản an toàn, tỷ lệ tiền mặt của doanh nghiệp nó phải lớn hơn 10% trong cấu trúc tổng tài sản. Vậy xem được coi những doanh nghiệp dạng này như thế nào, Dũng có 3 cái chỉ số. Đầu tiên là 15.000 tỷ nó thể hiện cho điều gì? Nó thể hiện cho những doanh nghiệp này đang có 15.000 tỷ trong két sắt của ngân hàng ở thời điểm hiện tại vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Và 45.000 tỷ tức là tương đương tổng tài sản của doanh nghiệp này là 45.000 tỷ. 30% tức là lượng tiền trong két sắt của doanh nghiệp này chiếm 30% cấu trúc trên tổng tài sản của doanh nghiệp. Và Dũng trao đổi với anh chị, một doanh nghiệp có cấu trúc tài sản tốt, lượng tiền mặt trong két sắt phải lớn hơn 10 đến 15%, lớn hơn 20 và 30% được xem đó là một doanh nghiệp có cấu trúc cực kỳ an toàn, và lớn hơn 40 đến 50% thì đó là những doanh nghiệp cực kỳ tuyệt vời trong cấu trúc về tài sản của doanh nghiệp. Do đó, anh chị hãy chọn những doanh nghiệp nào có cấu trúc tiền mặt trong doanh nghiệp, trong két sắt của doanh nghiệp cao hơn từ 10 đến 15%, cao hơn 20% và cao hơn 30% thì đó là những con số rất tuyệt vời. Do đó, margin of safety đầu tiên nó phải đến từ chất lượng tài sản của doanh nghiệp, nó có tiền trong két sắt hay không. Thứ hai nữa đó là biên an toàn về giá cổ phiếu. Vậy biên an toàn về giá cổ phiếu được đánh giá bằng hình thức nào? Được đánh giá bằng hai hình thức. Đầu tiên đó là giá cổ phiếu trong quá khứ và giá cổ phiếu trong tương lai. Vậy giá cổ phiếu trong quá khứ tức là chúng ta sử dụng các mô hình định giá trong quá khứ. Sử dụng mô hình định giá trong quá khứ, Dũng sẽ sử dụng cái cấu trúc của nhà đầu tư đang trả cho cổ phiếu Vinamilk 10 năm nay ở một mức giá trung bình như thế nào bằng 5PE của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Dũng đã gửi cho anh chị rất nhiều lần rồi. Nhưng nếu như anh chị chưa có file này là file giúp cho chúng ta biết được trong 10 năm qua, 15 năm từ khi hình thành và phát triển, từ khi doanh nghiệp đó niêm yết lên sàn chứng khoán, thì nhà đầu tư đang trả cho doanh nghiệp đó ở một mức giá nào trong 10 năm trung bình trở lại đây. Thì nếu như anh chị chưa có, anh chị có thể để lại email bên dưới. 2 ngày nữa Dũng sẽ gửi cho anh chị về file thống kê về các chỉ số PE của các doanh nghiệp này trong 10 năm trở lại đây. Thì chúng ta xem được coi, 10 năm trở lại đây, cái doanh nghiệp này, cổ đông của doanh nghiệp này đang trả cho doanh nghiệp này một mức PE đó là 17.5. Thì chúng ta xem thử coi đó là định giá trong quá khứ. Và thứ hai nữa là tốc độ tăng trưởng kỳ vọng trong tương lai, hay còn gọi là định giá trong tương lai. Với những doanh nghiệp dạng này, chúng ta sẽ biết được cái kế hoạch của doanh nghiệp năm nay tăng trưởng như thế nào, dựa vào kế hoạch kinh doanh của năm 2020 và dựa vào những cái lịch sử của giá cổ phiếu trong khoảng 3 đến 5 năm trở lại đây, xem thử coi tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp nó có duy trì ổn định hay không. Với Vinamilk, tốc độ tăng trưởng này nó rơi vào khoảng từ 5 cho đến 7%, nhưng vì dịch bệnh có thể con số này nó chỉ còn từ 1 cho đến 3% tăng trưởng. Vậy thì margin of safety chúng ta sẽ đánh giá bằng hai yếu tố. Thứ nhất là định giá trong quá khứ, và nếu như chúng ta chọn được một cái mức giá nào đó thấp hơn 30% so với mức định giá trong quá khứ của 10 năm trở lại đây, đó là một con số hấp dẫn. Thứ hai nữa đó là định giá trong tương lai, và chúng ta chọn được một cái mức giá nào đó thấp hơn 25% định giá trong tương lai thì đó cũng chính là biên an toàn của cổ phiếu. Và thời điểm hiện tại của cổ phiếu này định giá trong quá khứ với một mức PE là khoảng 13.5 và với mức PE trong tương lai là khoảng 13, thì Dũng tin đây là margin of safety đối với cổ phiếu này. Và tương tự chúng ta có thể đi tìm những cái margin of safety này của rất nhiều cổ phiếu mà các anh chị đang đưa vào tầm ngắm để xem thử coi nó có phù hợp với anh chị hay không.
Và trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về cổ phiếu của Vinamilk và công thức 4M phần cuối. Chúng ta đã đi với nhau về management, chúng ta đã đi với nhau về pin an toàn của cổ phiếu. Và thông qua những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm này, Dũng tin các anh chị đôi khi các anh chị không để ý. Nhưng nếu như chúng ta có thể đi từ trình tự từ trên xuống dưới, Dũng tin các anh chị sẽ có những luận điểm cực kỳ rõ ràng, cực kỳ rõ nét và cực kỳ an toàn để anh chị lựa chọn những doanh nghiệp để đưa vào tầm ngắm trong giai đoạn hiện tại. Đầu tiên đó là ý nghĩa của sản phẩm đó, mô hình kinh doanh đó phải cực kỳ đơn giản và dễ phân tích. Thứ hai nữa là doanh nghiệp đó phải có lợi thế cạnh tranh và có con hào kinh tế. Lợi thế cạnh tranh và con hào kinh tế nó phải được thể hiện trên biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng. Anh chị hãy lựa chọn những doanh nghiệp nào có biên lợi nhuận gộp từ 20 đến 30%, lựa chọn những doanh nghiệp có biên lợi nhuận ròng từ 15 đến 20 thậm chí 30%. Thứ ba nữa là anh chị lựa chọn những doanh nghiệp có người lãnh đạo chính trực sáng suốt thông qua những hình thức công khai và không công khai. Thứ tư nữa chúng ta lựa chọn được vùng giá cổ phiếu an toàn, gọi là biên an toàn của cổ phiếu. Khi chúng ta định giá được doanh nghiệp đó trong quá khứ và định giá được doanh nghiệp đó trong tương lai, từ đó lựa chọn cho mình một vùng giá biên an toàn để đưa ra được phương án đầu tư cho phù hợp. Và cuối cùng, như phiêu tha trao đổi, mua tích trữ cổ phiếu khi người khác đang thấy xấu và chúng ta sẽ đầu tư dần dần bằng những dòng tiền nhàn rỗi của chúng ta và không đi vay nợ. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng, hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức cho anh chị để mở tài khoản tài chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%. Dũng tin đây là thời điểm thích hợp vì tiết giảm chi phí nó cũng là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị chưa có một danh mục đầu tư nào đó cho 2020-2022, dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn. Dũng sẽ là người thiết kế và đưa ra phương án đầu tư cho anh chị từ 30 phút đến 1 tiếng. Đưa ra được cho anh chị một rổ danh mục đầu tư và quan trọng nhất trong rổ danh mục đầu tư đó, cổ phiếu nào phù hợp với dòng vốn của anh chị, cổ phiếu nào phù hợp với lại mức độ kỳ vọng của anh chị trong 2 năm tới và cổ phiếu nào phù hợp với lại mức độ rủi ro mà anh chị có thể chấp nhận được. Và trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần sau tối 3-5-7, tuần sau từ 7 đến 9 rưỡi, khóa học đọc hiểu báo cáo tài chính online. Mà chi tiết xin lời với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.